Live stream ha, âm thanh tốt ha. ICMD9840. Đây, mặt ICMD9840. DSP lập trình chống hú ha, đây. Có nhiều chức năng để mình sử dụng cho live stream này ha. Đây, giả trai giả gái, in out này ha. Đó, cho phép mình sử dụng trong nhà hoặc ngoài trời. Ngoài trời thì mình chọn out thì nó sẽ phóng xa hơn. Còn ở trong nhà mình chọn in, indoor ha. Này là phần khóa live stream nè. Micro nè, Vita nè. Có cô dạng lập trình ha. À, cái tiếng của nó cay mượt lắm ha. Có chống hú ha. Chống hú. Mic mặt lo kéo mà chống hú là cho phép mình ca ngồi gần lo luôn ha, không sợ hú hí gì ha. Đây bên trong bo mạch nè. À, thì đối với mỗi mạch này là sử dụng bình ắc quy ha. À, mình sẽ kèm thêm một cục 15V 20A để sạc bình. Bình từ 9Ah là ok, 12V. ICMD9840. Đó. Boot up lên ha. Đối với ICMD9840 là công suất nó tương đương với TB6D2. Tuy nhiên con MD thì nó sẽ thiên về bass nó đúng lực ha. Bass nó cũng rất là lực. Đây ba mặt đây. Đó, có Bluetooth lắp nhấp nháy theo nhạc ha. Ok, thì đối với ba mặt này mình sử dụng cho 4 tấc đơn hoặc là 3 tấc đôi ha. Thì ở đây mình đang test trên cái cấu hình là 4 tấc đơn này, con 51 tượng 140 này ha. Ok ha. Đối với kết cấu loa này thì đánh hợp lý, tiếng ca tốt ha. Điều quan trọng là sử dụng bền lâu dài. Ok, khi anh em sử dụng đúng loa thì âm thanh ra tốt và mạch thì chạy bền luôn ha. Ok, đây mình thử tiếng mic rồi cho các anh em trước ha. Đây. Thank you.
đời còn gì vui hơn trong phút giây đường yêu, đời còn gì đau thương khi lắng nghe tình thương. Thành tích nhẹ thôi ha, đã biết công lực nó như thế nào ha, âm thanh đánh bass mạnh á. Rồi mình thử cho các anh em một cái đoạn nhạc nhỏ xem nữa nó cạnh tranh được cái dưới cái tiếng reverb hay không ha. Này là echo, mình chỉnh hợp lý nó sẽ gần giống tiếng reverb. Mình sẽ thử đoạn cho các anh em thử mình ca nó ra gần giống tiếng reverb hay không ha. Yêu em tình yêu ta chẳng yêu bao.
ca anh em, nếu mà ở đây mình chỉ ca nhanh cho các anh em thôi ha, thì quay qua điện thoại thì các anh em cũng chưa cảm nhận được hết ha. Thì mình cái tiếng ca của nó rất là đặc biệt ha. À, nếu anh em nào mà nghe kỹ, ở đây mình nói nghe kỹ nha, thì cái âm nó rất là ca, nó rất là mượt ha. Tiếng ơ cô nó gần giống tiếng rì vợt mà nó rất là đặc biệt, rất là đặc biệt, rất là đặc trưng luôn ha. Thì không có một cái bo nào mà giống được, rất là đặc trưng. Thì cái mẫu bo này mình cũng nói lại cho các anh em là ICMD9840, có chức năng live stream, công suất 150W, sử dụng loa 4 tấc đơn, 3 tấc đôi. Ok, kết thúc video tại đây.